Thì cái ông gì đó, cư sĩ, ông đi xuất gia, rồi vô cái cho ông thọ năm giới, thời gian là 8 giới, rồi cái 10 giới cho ông 250 giới. Ông xá, rồi còn sinh ra rồi. Con ở ngoài năm giới con giữ còn không nổi, rồi 8 giới là con muốn chết rồi. 10 giới là 250 giới thôi cho con hoàn tục, con giữ không nổi. Từ kheo năng lĩnh quá, cái lực ở đây vậy đó. Ông vô nhờ có tăng chúng ông giữ được. Con giữ hình thức cái tâm con nó không có ai. Con còn nhớ vợ, nhớ con rồi mà bây giờ biết ai, 250 giới. Rồi con nhờ có cái hình thức chư tăng thì con kính. Nhưng mà con giữ hoài không nổi đâu. Nó đánh lỗ tô trong bụng. Nó nhớ tiền, nhớ bạc, còn nó nhớ vợ, nhớ con. Rồi nó nhớ ba mấy đồ, đồ ăn mặn. Rồi cuối cùng thì kheo khuyên không được, ổng ra rồi. Rồi ổng quên xin bạch với Đức Phật, rồi vô Đức Phật chứng minh cho xuất gia. Bây giờ về quên năng nói với ông già, nó vô lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi con có buồn cái gì không? Nó không, con chỉ nói giữ giới, con giữ nổi thôi. Rồi đó thì có năm giới, con giữ muốn chết, như mấy ông ấy, năm giới giữ chết luôn. Cho 8 giới, 10 giới, thì 250 giới, giữ không nổi. Đức Phật nói gì, cháu ông có buồn gì khác không? Nó không. Bây giờ thôi Thế Tôn cho ông giữ một giới nha. Nó à, vậy thì được. Có vụ đó sao Thế Tôn một giới được sao? Mày nói được chứ. Bây giờ Thế Tôn cho ông giữ một giới. Nói vậy thì con hỏi lại. Đức Phật nói bây giờ cái thân nó có ba, miệng nó có bốn, kéo ra thành 250 giới. Còn cái nghiệp đó, cái ý đó, tham sân si mà cuối lại có một thôi. Con giữ đừng si mê thôi. Nghĩa là khi nào con có ghiền cái gì đó thì con biết. Biết rồi hay nó ghiền cái ác đó thì con đuổi nó đi, lấy cái thiện thay thế vô đó. Khi nào nó có tư tưởng thiện thì thôi con lặng lẽ theo dõi đó. Theo dõi chừng nào nó diễn biến rồi nó chấm dứt. Cứ thế thôi. Để tư tưởng ác khởi lên đó thì con bắt đầu dùng tư tưởng thiện đè nó, đuổi nó đi. Còn tư tưởng thiện đó thì con có theo dõi coi nó khởi từ đâu, nó chuyển biến làm sao, nó chấm dứt như thế nào. Rồi vậy tư tưởng khác khởi lên con có theo dõi gì không? Con giữ cái theo dõi này, cái lặng lẽ mà theo dõi, không phê phán, không chỉ trích gì hết. Ông căn cơ ông cao, ông về ông làm đâu có một tháng trời ông đắc quả la. Thì chúng ta thấy con người Đức Phật là con người tài tình. Năm giới, 8 giới, 10 giới, 200 giới, lúc lại còn có một giới. Mình nghe dễ quá, vậy về giữ như một giới thôi. Thì chừng từng lễ rồi quý vị thành ma. Không phải thành Phật mà thành ma. Rồi tư tưởng ác khởi lên phải biết. Chưa chắc là quý vị biết. Biết rồi quý vị phải dùng tư tưởng thiện đè nó xuống, đuổi tư tưởng ác đi. Rồi tới tư tưởng thiện quý vị không được cải sửa thiện hơn nữa. Đó thôi. Bây giờ tư tưởng thiện từ đâu mà có? Tôi đố quý vị biết. Rồi nó diễn biến làm sao? Rồi nó chấm dứt làm sao? Tư tưởng thiện ở đâu mà có? Nên chúng ta thấy đạo Phật nó độc đáo. Tôi là nói cho khổ đau về cái vụ này. Thân đi, thân đứng, thân ngồi. Biết thân đi, biết thân đứng, biết thân ngồi. Có biết không phải là thân. Cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Biết cảm giác dễ chịu, cảm giác khó chịu. Giữ lấy cái biết. Cái biết không có dễ chịu, khó chịu. Mà thân, ai không có thân, ai không có cảm giác. Đức Phật không cảm giác sao? Ngài đói bụng, Ngài cũng biết đói bụng. Khi Ngài khỏe khoắn, Ngài cũng biết cảm giác sung sướng. Mà khi đau bệnh, Ngài cũng biết cảm giác khó chịu. Ngài đâu phải là cây đá. Nhưng mà tại sao Ngài nói là đừng có khổ? Cái khổ không phải là thân. Cái khổ không phải là cảm giác. Mà khổ chính ở cái suy nghĩ, cái tư tưởng,
à, cảm giác dễ chịu làm sao mình giữ nó hoài ha, có vấn đề. Mình giữ được lâu tham, giữ không được sân, cảm giác khó chịu ha, làm sao mà đuổi nó, nhức đầu quá, nhức răng quá, làm sao hết cái nhức đầu này, uống thuốc vô hết liền. Tham uống thuốc vô không hết, nó nhức thêm sân. Chúng ta sống là tham sân, tham sân là do cái si mê của tư tưởng. Giờ ông giữ cái si mê này, đừng bao giờ mê. À, nhức đầu thì có để nó nhức đầu, cái đầu nhức chứ cái tư tưởng không, cái biết đâu có nhức. Đau thì biết đau, là cái thân đau, cảm giác đau chứ cái biết đâu có đau. Ông không nhận được cái biết, cái biết ở đâu thế tôn, đâu có đâu, chỗ nào cũng có nó. Nếu ông mà tỉnh táo, ông đừng chấp sắc thân này thì nó hiện. Ông tỉnh táo, ông đừng chấp cái cảm giác thì nó hiện. Còn dính mắt cái thân thì nó ẩn, dính mắt cái cảm giác nó ẩn. Ẩn thì không phải là mất, mà ở đó tại mình không chú ý nó thì nó mất. Thôi đại khái vậy ha. Vậy thì năm giới bữa khác tôi giảng lại, tôi giảng thì nghe nó dễ quá, nhưng quý vị thực hành tôi cho quý vị hết kiếp này đó, tức là 50 năm, 30 năm, quý vị làm được tôi chịu. Tôi xưng làm sư phụ tôi đó. Bây giờ quý vị muốn qua cái đó, quý vị phải niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, chưa làm được. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật. Quý vị phải tha thiết, trăn trở, mai ra nhận được. Mà không được, nhận được thì thôi, không có cách nào nữa đó. Thì cái này là cái nợ có tiền kiếp, nó khiến cho mình không có nhận được. Rồi cái trăn trở là có người không có.